bộ phim Những kẻ sống sót. Chào mừng đến sân bay quốc tế JFK. Chuyến bay 1607 từ Nantucket sẽ khởi hành tại cổng 11A. Alo, con đây mẹ. Mừng con đã về, con khỏe chứ? Dạ, an toàn và khỏe mạnh ạ. Em con giờ rất hiếu động, con mong được gặp em quá. Vậy bữa tiệc bất ngờ cho ba đã được chuẩn bị xong chưa ạ? Con yêu, mẹ sợ ba sẽ không có ở nhà khi con về đâu. Sao ạ? Sao vậy? Mẹ, có chuyện gì à? Chỗ làm gọi cho ba con. Mẹ có nói với ba là con về chứ? Có chứ con yêu. Nhưng sáng nay ba con đã được gọi đi rồi. Ba đi chuyến nào vậy mẹ? À, chuyến London. 3 năm. Con yêu, ba thật sự rất tiếc. Nói với Remy con sẽ về trước bữa tối. Tôi rất thích chương trình của anh. Chắc anh thích phải thấy tận mắt mới được. Cứ mỗi lần tôi mở tin tức lên là thấy anh đang ở ngay trung tâm của thảm họa. Người xưa có câu gì nhỉ? À, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Anh William, cứ hỏi. Anh có đọc Kinh Thánh không? Đoán là tôi không đọc được nhiều như cô rồi. Matthew, đoạn 24 câu 7 sẽ có những cơn đói kém, bệnh dịch và những trận động đất ở nhiều nơi. Tất cả điều đó, thảm họa, chiến tranh, chúng đều là dấu hiệu. Vậy, Chúa biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra sao? Cưng à, Chúa biết mọi thứ. Vậy sao Ngài lại không làm gì đó chứ? Ý em là, Ngài là Chúa mà. Ngài có thể chặn lũ nếu Ngài muốn. Có thể cho chút mưa để khỏi hạn hán. Đây là một thế giới suy đồi. Chúa đã tạo nó trong sự hoàn hảo. Và con người đã hủy diệt nó với tội lỗi nguyên thủy. Ai đã hủy diệt nó? Tôi, chị hay anh ta? Chúa Trời luôn hoạt động theo những cách thức quyền bí. Tôi biết chứ. Nhưng con người thì cứ tin rằng Ngài yêu quý họ. Đó cũng chính là sự quyền bí. Xin lỗi đã xen ngang. Anh rất thích bài phát biểu của em. Xin lỗi nha, không sao, hay thiệt mà. Anh đoán không phải lần đầu em nói chuyện đó. À, lần đầu lớn tiếng như vậy. Cameron Williams, bạn anh thường gọi là Buck. Em là Chloe Stee, bạn em thường gọi là Chloe. Em đang học đại học à? Ngành phóng viên điều tra thật sự đã được đền đáp rồi. Anh chỉ muốn cảm ơn em đã giải thoát anh khỏi quý cô tương tưởng kia. Cảm ơn mẹ em đó. Bà ấy đã chỉ dạy cho em mà. Vậy bà ấy là quý bà xinh đẹp. Tưng tưng.
Thật ra sáng nay em có tra cứu bách khoa toàn thơ trên điện thoại nên quyết định đôi co luôn với bà cô khùng đó. Bà cô khùng. Anh thích từ đó. Bà cô khùng. Anh mời em uống cà phê được chứ? Không, không cần đâu. Cảm ơn anh. Thôi mà, vậy nếu anh mời em cái hộp nhỏ với mức dâu hấp dẫn đó thì sao? Ôi lạy Chúa, thật là cám dỗ quá đi. Phải rồi. Nhưng em phải đợi một người và ông ấy sẽ tới đây ngay. Ba của em. Em ba về nhà để làm ông ấy bất ngờ vào ngày sinh nhật, nhưng phút chót lại bị trục trặc, nên... Chúc em chuyến bay vui vẻ. Chào con yêu. Chào ba. Con đang làm gì ở đây vậy? Con về nhà để làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho ba mà. Con yêu, ba phải đi làm rồi. Ba không có cách nào xin nghỉ được. Vâng, mẹ con nói rồi. Ước chi con nói trước cho ba biết là con về. Khoan, anh là Cameron Williams. Thánh thần ơi, vậy hai người, tụi con mới gặp nhau thôi. Xin chào, rất hân hạnh cơ trưởng, Ray. Vậy không làm phiền hai người nữa. Thật sự rất vui khi biết em đó, Chloe. Con trông tuyệt lắm, cảm ơn ba. Chúng ta nói chuyện nào. Việc học hành thế nào? Tốt ạ. Tuyệt. Chuyện gì vậy? Ba biết con nghĩ điều gì đầu tiên khi mẹ nói ba không có ở nhà không? Con nghĩ ba đã bỏ đi. Không, ý con là bỏ đi luôn đó. Đóng gói tất cả đồ đạc, sập cửa, bánh xe rít lên và cứ thế rồ ga chạy đi. Mẹ và ba vẫn hòa thuận. Không sao, con không trách ba. Con không trách ba vì chuyện gì chứ? Vì chuyện ra đi. Ba đâu có ra đi. Con nói con tưởng ba ra đi mà. Cô gái đó là ai vậy? Cô gái nào? Tiếp viên hàng không đó. Xinh đẹp. Tóc vàng. Tiếp viên hàng không. Ba làm việc với cả tá các cô. Dù cô còn không biết tên. Nếu chuyện này xảy ra cách đây một năm, ba sẽ về nhà ngay lập tức trước khi mẹ bắt đầu nghi ngờ. Rồi lại sum họp như một gia đình hạnh phúc. Chloe, con biết là ba mẹ cưới nhau khi còn rất trẻ và những thay đổi của một người từ 20 đến 50 tuổi là rất lớn. Mẹ con thích làm những việc bà ấy tin là đúng và có thể con nên quan tâm đến mẹ một chút. Con sao? Vậy ba thì sao? Ba là người đang đi đến London mà. Con chính là người không về nhà vào Giáng sinh. Con phải đi học. Ba phải đi làm mà. Con có cảm giác như mẹ luôn trút hết bầu tâm sự vào đầu con vậy. Ba biết. Năm qua gia đình ta cần điều chỉnh rất nhiều. Nhưng ba mẹ nghĩ sẽ tốt hơn nếu con... Không, nếu chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau. Ba sẽ nhớ mẹ lắm đó. Ba có nhớ chứ. Nhưng nếu mẹ con có chạy theo người đàn ông khác thì tại sao không chứ? Nhẫn của ba đâu rồi? Trong xe. Ba không đeo nhẫn khi bay mà. Chloe, mẹ con là tất cả với ba. Ba sẽ không làm gì để đánh mất điều đó đâu được chứ. Ba phải đi đây. Chúng ta sẽ nói sau khi ba về. Khi ba về chắc con sẽ không còn ở đây. Nhưng con sẽ lại sớm về nhà phải không? Đây, xe dẫn đầu chỗ cũ. Cứ thoải mái với mẹ con nha. Bà ấy sẽ là vui vẻ thôi. Bà yêu con. Em ổn chứ? Vâng, em không sao.
phóng viên điều tra đó, nhớ không? Dân. Ờ. Sao vậy? Chỉ hơi thất vọng một chút. Em rất mong chờ chuyện này. Cả gia đình em sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau. Anh chắc ông ấy sẽ ở lại nếu như ông ấy có thể. Vậy là gà Tây cần cần đến ngay trước cổng khởi hành và bỏ xuống hai con thỏ chết. Và cô tiếp viên nói rằng, tôi thành thật xin lỗi, anh chỉ được phép mang một kiện hành lý thôi. Tôi xin lỗi cơ trưởng, chuyện dở quá. Hetty thích nó kìa. Nếu anh còn chuyện cười nào dở nữa thì đến tìm em nha. Nè Marcus, họ đã sửa xong trục trặc của máy tính chưa? Chưa đâu cơ trưởng, hình như có vài thiết bị trong khoang đã hết đát rồi. Phải rồi, anh cho tôi bay về phía đông mà. Trong 6 giờ nữa tôi sẽ già đi thêm 9 giờ tuổi đó. Làm thế thêm 6 năm nữa là anh sẽ bắt kịp tôi đó. Chúc mừng sinh nhật anh bạn, chúc bay an toàn nha, cảm ơn. Có vẻ mẹ em luôn thích nói về chủ đề đó. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Làm sao có người xem tin tức về động đất rồi cố thuyết phục người khác, đó là điều tốt lành chứ. Anh nghe có lọt lỗ tai không? Một ngày sau khi xảy ra sóng thần, có một người phụ nữ, Medina. Cô ấy đã mất 4 người con trong đợt sóng đó, bị kéo ra ngoài khơi, trong khi cô ấy chỉ biết nhìn. Cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt thân cây cùng với đứa bé 6 tuần tuổi trong tay cô ấy. Dù vậy, cô ấy tin rằng Chúa đã cứu cô ấy và đứa bé. Cô ấy đã quỳ xuống và cảm ơn Ngài. Cô ấy cảm ơn Ngài vì đã giết những kẻ khác à? Cô ấy đã không có cơ hội đó. Vào đêm, cô ấy từ chối di tản. Ý anh là sau khi đã được Chúa che chở và bảo vệ. Rồi sao? Lỡ đất. Chôn sống toàn bộ ngôi làng dưới 10 tấc bùn. Sao người ta thấy chuyện như thế rồi mà còn... Nếu em cứ bảo thủ như vậy, em sẽ chỉ thấy mặt tiêu cực của vấn đề thôi. Em có thể không thấy được nhiều mặt tích cực khác của nó, và đôi khi đó chính là sự thật. Vậy còn anh thì sao? Anh đã thấy gì trong ngôi làng đó? Anh đã từng thấy rất nhiều người mất tất cả mọi thứ quan trọng. Anh có hỏi tại sao không? Anh biết tại sao mà. Là sóng thần. Anh hiểu ý em hỏi mà. Vậy thì không. Nếu em phải tìm lý do cho việc như thế thì có thể kết cục là em phải la ó với người lạ ở sân bay đó. Anh rất thích cách em cười. Ôi không. Gì vậy? Mình nghĩ đến chuyện cười của Ray. Cười muốn bể bụng luôn. Ray, ý cậu là cơ trưởng Steele à? Chỉ trước mặt người khác thôi. Thiệt sao? Vậy hai người... Chưa hẳn. Nhưng tụi mình đã lên kế hoạch cùng nhau ở London. Thiệt sao? Sao cậu không kể cho mình nghe? Nè, đi đâu vậy? Kể nghe chút đi. Hôm nay em thật sự cần ai đó để tâm sự. Cảm ơn anh. Tới London anh sẽ gọi cho em. Thiệt sao? Thiệt. Anh phải chắc là em sẽ không quên anh chứ, phải không? Phải rồi, em chắc là ở mỗi sân bay anh đều quen một cô. Rồi anh có gọi cho tất cả bọn họ không? Không gọi cho ai cả. Hello. Chào chú Jim. Chú kiếm được vé cho ba cháu rồi. Tối ngày mai. U2, vé này không dễ kiếm đâu. Đương nhiên rồi, mất đến 2 tuần để săn vé đó. 2 tuần.
Chloe, anh xin lỗi. Anh Williams, xin anh vui lòng, tôi tới liền đây, xin lỗi. Chloe, anh gửi giùm cặp vé cho ba em được không? Dĩ nhiên. Em đó. Xin lỗi, vé đây, cảm ơn. Xin lỗi cơ trưởng. Chloe nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nè, anh có phải làm cho GWN không? GWN phải là tôi. Cameron Williams, Chris Smith. Hân hạnh được biết anh. Rất vui được biết anh. Chào mừng quý khách đã lên chuyến bay 257 đến London. Thời gian bay dự kiến sẽ là 6:30. Cảm ơn và chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ. Sao? Có được số của nàng chưa? Thôi nào, tôi thấy hai người ở ngoài sảnh gần cả tiếng. Anh bỗng dưng trở thành người cuối cùng lên máy bay. Tôi phải ngẫm nghĩ coi tôi có thể ngồi với anh suốt thời gian còn lại không. Không hiểu sao mấy gã lên TV như anh luôn cưa được mấy em vậy. Có thể bởi vì chúng tôi không đi loanh quanh với bộ đồ như trong phim Glee vậy. Tôi sẽ để cho anh một bộ đó. Để cảm ơn anh đã kéo một người anh em lên ngồi ghế hạng nhất. Không cần cảm ơn tôi. Nhưng cái anh bạn ngồi kế anh ở dưới đó, anh ta mới cần cảm ơn tôi. Tôi có biết anh. Nhìn kìa, Georgie, đó là Frank Sinatra. Gì vậy? Đó là Frank. Ồ, nghe kìa, Georgie. Chúng ta về nhà rồi. Về nhà. Chúng ta chưa về đâu. Đôi khi ông ấy cứ lẩn thẩn vậy đó. Kính chào quý khách, đây là cơ trưởng Ray Foster trên chuyến bay Pencon 257. Điều kiện thời tiết rất tốt, nên đây sẽ là chuyến bay khá dễ chịu từ đây tới London. Hãy ngồi xuống và tận hưởng các dịch vụ tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phục vụ quý khách đồ uống và đồ ăn nhẹ, vui lòng ngồi yên tại chỗ và thư giãn. Không, Johnny, anh không cần phải nói gì với họ. Chỉ cần làm hết sức mình, trì hoãn họ lại. Nhưng nếu anh thấy họ bắt đầu nghi ngờ thì bấm nút biến ngay. Vui lòng không sử dụng và tắt hết các thiết bị điện tử. Tôi đã bỏ lại công ty máy bay ở Houston. Tôi sẽ đến London cùng với đống giấy tờ đã ký trước khi người ta phát hiện tôi đã chuồn. Ra đi, cuộn hết, bye bye vậy đó. Vui lòng không sử dụng và tắt hết các thiết bị điện tử. Pencon 257, các anh được phép cất cánh. Chloe, nè, lại đây. Trời ơi, em lớn quá rồi.
Chị có mua gì ở sân bay cho em không? Em từ từ đã nào. Được rồi, kiểm tra trong đó đi, coi em có gì nào. Bao tay bóng chày mới toanh mà em đang ao ước. Không thể nào, mẹ ơi. Chiếc lô về rồi nè. Mẹ, chiếc lô về rồi. Chị đây rồi mẹ ơi. Chào con yêu. Chào mẹ. Trời ơi, con xinh quá. Mẹ lấy gì cho con uống nha. Dạ. Mẹ, chị Chloe cho con bao tay bóng chày mới toanh nè. Sáu giờ để tới London. Chúng ta sẽ sớm cười hả hê thôi. Siêu phản lực, nó sẽ làm thay đổi tất cả. Vậy sao? Tại sao? Bộ Quốc phòng. Anh vừa nhắc Bộ Quốc phòng. Họ đang phát triển loại phản lực mới. Nó có thể chở được 300 khách và bay với vận tốc siêu thanh Mach 40. Mất 6 phút đi từ New York đến London. 6 phút à? 6 phút. Khá nhanh đó. Phải, cá nhân tôi nghĩ họ đang nói láo. Phải, anh suy đoán hay đó. Không đời nào họ đi phát triển cái đó. Tôi đoán họ đang âm mưu che đậy điều gì đó. Có thể là thứ gì đó từ khu vực 51. Phải. Cho một ly Scott. Vậy ba con có bất ngờ không? Có. Con nghĩ vậy. Điều này rất có ý nghĩa với ba con. Ba con dường như rất thất vọng khi phải đi. Con có thể thấy được. Chuyến bay của con thế nào? Rất tốt. Chuyện học sao rồi? Dạ ổn ạ. Mẹ sẽ không đoán được là con đã gặp ai ở sân bay đâu. Buck Williams. À xin lỗi, Cameron Williams. Trên truyền hình phải không? Thiệt sao? Con đã tranh thủ trò chuyện với anh ta à? Dạ, thật ra anh ấy rất tuyệt. Bỗng dưng rất là đáng yêu. Con nói với anh ấy mẹ cũng là fan hâm mộ. Và tiền thể, mẹ không phải là người duy nhất nghĩ rằng cứ mỗi lần động đất là tận thế đâu. Có bà cô khùng đã chặn anh ấy ở sân bay. À, ý con không phải như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng rất tuyệt. Con à, không phải mẹ muốn thúc ép. Mẹ biết cảm giác điều đó thế nào. Mẹ chỉ mong con hiểu. Điều này quan trọng với mẹ và con cũng vậy. Mẹ chỉ muốn con chuẩn bị trước. Chuẩn bị cho cái gì? Không có gì. Mẹ có thể nói mà không bị cắt ngang chứ. Con mới về nhà mà mẹ. Con chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện nặng nề như vậy đâu. Được rồi, nhưng nghe mẹ nói nè. Một chút thôi. Mẹ đã cầu nguyện để con về nhà. Mẹ tin rằng Chúa đã đưa con về. Mẹ nói sao? Chúa đã đưa con về nhà. Chúa không đưa con về. Từ con về đó chứ. Con đã mua vé, con đã bay về. Chúa không có liên quan gì cả. Cho con hỏi điều này. Nếu Chúa đã đưa con về nhà để mừng sinh nhật của ba, vậy sao ông ta lại để ba bay đến London? Có thể vì chuyện mẹ nói với con rất quan trọng. Con không nghĩ vậy. Con chỉ biết chắc một điều. Chúa chính là lý do ba không có ở đây ngay lúc này. Con à. Tôi giúp một tay được không? Tôi có nhờ anh giúp không? Tôi có thể để nó lên phía trên giùm anh.
Tôi cũng làm được vậy. Nhìn cái gì vậy nhóc? Muốn hỏi gì à? Muốn biết sao chú lái xe được? Muốn biết chú mua quần áo ở đâu? Sao chú đứng tới cái bồn tiểu hả? Bồn tiểu là gì? Đây là ba cháu. Ông ấy chơi bóng bầu dục. Hay đó nhóc. Ba sẽ lên TV vào ngày mai nếu cánh tay của ba khỏe lại. Ba cháu chơi bóng trên TV à? Đội nào? Tiến lên nào, Jess. Cánh tay ba cháu bị sao? Cosmo, nó là con chó của cháu. Nó làm ba cháu té từ trên võng xuống. Thiệt sao? Ba cháu đã nổi giận, ném Cosmo xuống hồ bơi. Katie, mẹ đã nói con không được làm phiền người khác mà. Xin lỗi anh. Giờ anh thành dân cá độ à? Có định chia phần cho con bé không? Ba con bé là PK Carvel. Nó có cần tiền đâu. Chị đi đâu vậy? Ra ngoài. Em đi cùng được không? Remy, giờ không được. Em năn nỉ mà. Được rồi, em mang đồ của em theo. Tuyệt cú mèo. Chúng ta có thể đến trung tâm mua sắm. Được thôi. Em nghe nói đang giảm giá 80% ở GameStop. Chị nghĩ mẹ bị điên à? Cái gì? Không. Chị chỉ hơi tức giận. Ba nói là cha Bruce đã tẩy não của mẹ. Chỉ là đùa thôi. Vậy sao? Em không hiểu. Chị cũng vậy. Thật là chán quá đi. Sao vậy? Sinh nhật mà phải đi làm thế này thì vẫn được trả lương mà, phải không? Vậy Chloe sẽ về nhà bao lâu? Có vẻ chuyến ra khơi thật dễ dàng. Tôi sẽ đi lại cho thư giãn xương cốt và kiểm tra coi phi hành đoàn thế nào. Remy, em định làm trò gì vậy? Hù cho chị chết à? Thôi nào, em mua nó có được không? Không, có vài trăm đô thôi mà.
Anh mua được rồi. Em sẽ tìm cách đền ơn anh. Sao vậy? Không có gì. Anh chỉ nghĩ những ghế đó sẽ gần với sân khấu hơn. Cà phê không? Ừ. Mẹ sẽ ổn thôi. Cái gì? Mẹ đó. Mẹ vẫn đeo vòng cổ do chính tay chị làm đó. Mẹ không bao giờ tháo ra. Họ sẽ ổn thôi mà, phải không? Ba và mẹ đó. Dĩ nhiên, ba được gọi đi làm. Không thể nào làm khác được, đúng không? Ba có kể chị nghe về trận bóng của em không? Sao không chứ? Ba và chị nói về em suốt. Ba nói em là cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất thế giới. Và em biết không? Biết gì? Ba đã đúng. Em yêu chị. Chị nhớ em lắm, nhóc ạ. Kathy, có ai thấy con gái tôi không? Ngồi xuống đi nào. Chris, mở cửa cho tôi. Anh nghe tôi nói không? Mọi người hãy ngồi xuống. Mọi người vui lòng cài dây an toàn lại. Làm ơn đi. Xin mọi người ngồi xuống cho. Ngồi xuống. Mọi người ngồi hết xuống. Nè, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đi nào. Tôi muốn có câu trả lời. Tôi muốn gặp cơ trưởng. Nè, tôi muốn gặp cơ trưởng của cô. Tôi muốn gặp cơ trưởng. Không. Chú ý, đây là cơ trưởng. Đây là cơ trưởng. Tất cả hành khách xin trở về chỗ ngồi ngay lập tức. Nè, lui lại.
Tôi muốn gặp cơ trưởng, cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đang gặp tình trạng giảm áp suất. Quý khách trở về chỗ ngồi và đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Thật là vô lý. Đi nào. Dừng lại, dừng lại. Đây là Pencon 257. Chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp. Đây là Pencon 257. Chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp. Cấp cứu, cấp cứu. Đây là Pencon 257. Xin trả lời. Anh đã giảm áp suất để giữ họ yên trên ghế rồi. Ổn rồi. Hành khách trên máy bay đều sợ chết khiếp. Anh cần em đứng lên. Hetty, em làm được không? Được. Anh sẽ nói gì đó với hành khách. Em trông chừng buồng lái cho anh. Xin chào, tôi là cơ trưởng Steele. Tôi cần quý vị ngồi yên tại chỗ và cài dây an toàn. Mọi người có thể gỡ mặt nạ dưỡng khí ra. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Các con tôi, chúng đâu cả rồi? Tôi biết quý vị đều muốn câu trả lời. Và tin tôi đi, tôi cũng thế. Và tôi sẽ cố hết sức để tìm ra nó. Nhưng bây giờ tôi phải làm công việc của mình là đảm bảo chúng ta đều an toàn. An toàn, an toàn khỏi cái gì chứ? Ngồi xuống. An toàn khỏi sự hoảng sợ của chính quý vị. Đó chính là sự đe dọa to lớn đến chuyến bay vào lúc này. Giờ tôi sẽ yêu cầu tiếp viên đếm từng đầu người. Bất cứ chuyện gì xảy ra với những người đó, chúng ta sẽ tìm ra. Hiện tại tôi chưa liên lạc được với bất kỳ ai. Tôi không biết liệu sự kiện này đã cô lập máy bay chúng ta hoặc những người dưới đất đã bị chuyện gì hay không. Tôi hứa ngay khi tôi biết điều gì, tôi sẽ thông báo với quý vị. Chỉ vậy thôi sao? Remy! Kimmy! Ôi là Chúa Kimmy. Chúa!
Chúa ơi, Kimmy biến mất rồi. Chuyện gì vậy Ray? Hattie, Hattie, em cần phải trấn tĩnh lại. Hãy ôm em đi, ôm em đi. Hattie nhìn anh nè. Chúng ta đã được huấn luyện cho các tình huống khẩn cấp. Chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình. Anh phải tự mình lèo lái ở đây. Nên anh cần em phải thật tập trung được chứ. Được. Em nghe đây. Anh muốn em xuống đó và kiểm tra tình hình thế nào, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và có bao nhiêu người đã mất tích. Vâng. Ray, em sợ quá. Anh không sợ sao? Anh sợ chứ. Nhưng giờ chưa phải lúc. Làm ơn giúp tôi đi. Xin ai đó hãy giúp tôi. Con tôi, nó biến mất rồi. Con bé mới 6 tháng tuổi, không ai chịu giúp tôi cả. Tôi xin lỗi, giúp tôi với. Đây là Cameron Williams, tường thuật từ chuyến bay 257. Chúng tôi đang ở đâu đó giữa Đại Tây Dương, hướng về London. Cách 3 giờ đồng hồ từ JFK, có một chuyện khó tin đã xảy ra trên máy bay. Thưa cô có thể cho biết cô đã thấy gì? Tôi không biết, các con tôi cứ thế mà biến mất. Vậy lúc xảy ra, cô đang làm gì? Không làm gì cả, tôi chỉ ngồi đó thôi. Tôi cứ tưởng đã ngủ quên và làm đánh rơi con bé. Tôi đã la hét. Tôi không biết nữa. Chuyện thật khó tin khi mà tất cả mọi người trên máy bay bỗng nhiên biến mất không dấu vết, để lại tất cả đồ đạc và tài sản cá nhân. Nè, đó là túi của em trai tôi. Không. Nè cô ổn chứ? Không phải là nó chứ? Điều đó không thể. Không phải cái gì? Là điều gì vậy? Không, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cô biết gì nào? Được rồi. Chỉ là chuyến đi xui xẻo. Mày từng gặp rồi mà. Sẽ không kéo dài lâu đâu. Có ai không? Có ai nghe tôi nói không?
Nè nè. Ổn rồi. Ta hãy về chỗ của cô nào. Cài dây an toàn vào. Cô nói cô biết chuyện gì đã xảy ra nào. Chẳng có gì xảy ra cả. Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, được chứ? Cô nói đúng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi muốn cô ngồi xuống, thư giãn và cố ngủ một chút. Cho tôi biết anh đã nhìn thấy gì. Anh thấy sao thì tôi thấy vậy thôi. Dưới này có gì khác đâu. Nghe nè, có gì lạ trước khi mọi người biến mất không? Một tia chớp, âm thanh hay gì đó? Không. Còn người đó thì sao? Ai thế kia? Tôi chịu. Một gã nào đó. Gã đó có gì bất thường không? Nè anh bạn, ở đây nhìn ai cũng bất thường hết đó. Lấy cái đó ra khỏi mặt tôi đi. Died. How could you have been so blind? There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. No, no, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
bộ phim Những Kẻ Sống Sót. Xin chào, đây là nhà riêng của gia đình Steele. Vui lòng để lại tên và số điện thoại. Mẹ ơi, bắt điện thoại đi chứ. Con không biết chuyện gì đang xảy ra. Remy, nếu em có về nhà và đang nghe chị nói, chỉ cần em nghe điện thoại là được. Chị biết em đang rất sợ, chị cũng sợ nữa. Nhưng chỉ cần em bắt điện thoại lên, chị muốn biết em có ổn không. Chị cần nghe tiếng của em. Con yêu mọi người. Tôi nghĩ điều chúng ta nên làm bây giờ là cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu cho ai nghe? Chúa. Chúa của ai? Của anh hay của tôi? Chỉ là Chúa Trời thôi. Anh muốn biết tôi nghĩ gì không? Không. Hành khách chú ý, do chúng ta chưa đi được nửa đường, tôi sẽ quay trở lại New York. Chúng ta sẽ trở về JFK trong chưa đầy 3 tiếng. Remy, lùi lại đi. Xin chào, đây là Irene Steele. Em ổn chứ? Em có đếm xong chưa? Em đã thử rồi, nhưng hầu hết không ai ngồi đúng chỗ của mình cả. Thậm chí họ không dám ngồi. Họ rất sợ Ray ạ. Tất cả chúng ta đều rất sợ. Dù là chuyện gì thì cũng mong nó đừng xảy ra lần nữa. Cái gì vậy? Charlie 1581, đây là Pencon 257. Anh có nghe thấy không? Charlie 1581, chúng tôi có tình huống khẩn cấp. Xin lặp lại, chúng tôi có... Charlie 1581, đây là Pencon 257. Anh có nghe thấy không? Charlie 1581, các anh đang xâm phạm đường bay của chúng tôi. Chúng tôi có tình huống khẩn cấp. Các anh đang xâm phạm đường bay của chúng tôi. Em ra ngoài và thông báo cho hành khách đi. Đi liền đi. Tất cả hành khách ngồi yên tại chỗ và cài dây an toàn ngay lập tức. Charlie 1581, các anh đang vào không phận của chúng tôi. Tôi đang bay cao lên thêm 1.000 bộ, là 1000 bộ. Cấp cứu. Đây là Pencon 257. Chúng tôi vừa có vụ va chạm. Đây là Pencon 257. Charlie 1581 đã rơi. Tọa độ của chúng tôi là 4, 7.
Đây là tình huống khẩn cấp. Chúng ta có máy bay rơi, cần phải tìm kiếm và giải cứu ngay. Nhắc lại, đây là tình huống nguy cấp. Thôi nào, phải có người ở dưới đó chứ. Hai người bị sao vậy? Các người tin là khủng bố có thể chế tạo ra được vũ khí như thế này sao? Đây đâu phải là đánh bom liều chết. Nếu đây là vũ khí thì nó không phải từ hành tinh này. Chính xác là anh muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn nói là có thể họ bị bắt cóc. Người hành tinh à? Thôi đi. Tin nổi thằng cha này không chứ? Mọi người vẫn ổn chứ? Người trên máy bay kia cũng biến mất à? Tôi không biết. Máy quay của anh. Tôi cần anh chụp hình lại cánh máy bay cho cơ trưởng. Được rồi. Hình tôi mới chụp đây. Có vẻ như chúng ta đã mất khoảng 6 tấc cánh. Cánh tà lưng cũng tiêu luôn rồi. Nghĩa là sao? Sẽ có chút khó khăn để giảm tốc khi đáp xuống. Đường băng tại JFK đủ dài, còn may là chưa bị đụng vào đuôi. Tôi đoán đây là ngày may mắn của chúng ta.
Chúng biến mất hết cả rồi. Không chỉ mấy bé sơ sinh mà cả mấy đứa lớn nữa. Chị chắc chứ? Tôi đang tìm em trai của tôi. Tôi có nghe vài bác sĩ nói với nhau, chuyện này không chỉ xảy ra ở đây mà khắp mọi nơi, trên toàn thế giới. Từ lúc nó xảy ra, không còn ai thấy một đứa trẻ nào cả. Có thể vài bộ cảm ứng máy tính đã hỏng rồi, hoặc là... Cameron, tôi đã mất chế độ bay tự động. Anh có thể ra lại đó và kiểm tra coi có chất lỏng nào đang chảy ra khỏi cánh không? Chất lỏng? Ý anh là nhiên liệu à? Tôi sẽ bay lên cao thêm vài ngàn bộ. Không khí loãng giúp tăng thêm tầm nhìn, chỉ để phòng hờ. Tuyệt thật. Chúng ta phải quay lại. Chúng ta đang quay lại mà. Chúng ta sẽ về nhà trong giờ nữa thôi. Không không, ý tôi là quay lại chỗ người ta biến mất đó. Tôi muốn tìm con tôi. Tôi biết rồi. Chúng ta sắp cạn nhiên liệu. Chúng ta đi được nửa đường rồi, sẽ không đủ nhiên liệu để về nhà đâu. Nếu chúng ta không kịp quay trở về nhà thì sao? Chúng ta có nhiên liệu dự trữ mà, không sao đâu. Máy bay bị cháy sao? Mọi người xin ngồi yên tại chỗ. Chúng tôi có quyền biết liệu chúng tôi có phải sắp chết không? Không ai phải chết cả. Cài dây an toàn vào ngay. Mọi người nghe đây. Không ai phải chết cả, có nghe không? Ngồi xuống, mọi người ngồi hết cả xuống. Cô trưởng nói đúng, biết là rất khó, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Máy bay đang cháy. Ở đâu? Cánh máy bay. Phía này. Nó đang cháy hay đang phun ra lửa vậy? Phun ra. To lắm. Chúng ta đang bay ngay trước nó. Sẽ tắt thôi. Nhưng mà... đó là nhiên liệu. Nhiên liệu chúng ta cần để quay về nhà. Anh vẫn có thể đưa chúng tôi về chứ. Còn tùy thuộc vào chỗ rò rỉ nhiên liệu nằm ở đây hay ở đây. Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ để chúng cháy hết rồi xem còn lại bao nhiêu. Lửa tắt rồi. Mức nhiên liệu không đổi. Nhiên liệu đã cạn rồi sao? Không xác định được. Tôi mất cần lái rồi. Mất cái gì? Cần điều khiển. Không thể bay lên được. Có vẻ chúng ta sẽ đáp xuống New York sớm hơn 2 giờ rồi đó. Không tin nổi là không liên lạc được với ai. Anh có điện thoại vệ tinh không? Tôi là phóng viên điều tra mà. Còn tôi là phi công. Dường như trên này chỉ có chiếc máy bay đâm vào chúng ta. Anh nói chuyện được với họ không? Họ có mất hành khách không? Tôi không biết gì về hành khách, nhưng tôi biết rõ chuyện này. Chẳng có ai lái chiếc máy bay kia cả.
Xin lỗi, tôi chợt nghĩ ra điều này. Nếu như họ vẫn còn ở đây thì sao? Cái gì? Ý tôi là, nếu như chúng ta không thể nhìn thấy họ, nếu như họ vô hình thì sao? Trời ơi, chẳng lẽ vô hình còn kinh khủng hơn cả biến mất sao? Xin chào, đây là hệ thống báo động. Chúng tôi đã phát hiện tín hiệu báo động từ hệ thống của các bạn. Do âm lượng bất thường của cuộc gọi, chúng tôi không thể... Em biết gì về Kimmy không? Anh nói sao? Em thân với cô ta cỡ nào? Không thân lắm. Em chỉ bay với cô ấy có 3 lần. Đi lấy đồ đạc của cô ta đi. Đồ gì? Gì cũng được. Túi xách, áo khoác, túi ngủ. Cứ đi lấy chúng và đem đến đây. Được. Hành khách chú ý, chúng ta có một chiếc máy bay khác đi vào đường bay của chúng ta. Hãy trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn lại. Charlie 1581, các anh đang xâm phạm đường bay. Tôi đang lên cao 1.000 bộ, đó là 1000 bộ.
Dốc hết cái túi ra đi, đổ hết đồ ra. Anh đang tìm cái gì vậy? Hoặc là anh sắp phát điên, hoặc là cả thế giới loạn mất rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ anh biết họ ở đâu rồi. Nếu như chúng ta đang ở không gian hay thời gian không như chúng ta nghĩ thì sao? Ý anh là sao? Nếu như chúng ta đi xuyên một lỗ đen, một lỗ hổng không thời gian thì sao? Theo lý thuyết, chúng ta có thể đang ở chiều không gian khác mà những người đó không tồn tại, nơi mà họ chưa bao giờ tồn tại. Điên thật rồi. Thôi đi, vậy là đủ rồi đó. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Cô biết sao? Hắn ta đã trả cho anh bao nhiêu? Cô đang nói cái gì vậy? Không tin được hắn lại làm thế. Con bé là con gái của tôi. Được rồi, thưa cô, tôi không biết cô đang nghĩ chuyện gì, nhưng cô cần phải đứng dậy. Cô lấy nó đâu ra vậy? Anh, cái gì? Hắn ta trả công cho anh bao nhiêu? Cái gì? Hắn đưa con bé đi đâu rồi? Trời ơi, ai đó làm ơn đi, cô đang nói đến ai vậy? Chồng tôi. Câm miệng, im hết đi. Thưa cô, ai là chồng của cô chứ? Nói cho chúng tôi biết. Sao ông lại làm thế? Nghe tôi nói nè, tôi thề với cô, tôi chưa bao giờ gặp chồng cô cả. Vậy sao các anh lại hùa theo chuyện này? Tôi không biết chuyện này là gì, nhưng tại sao? Vậy nếu tôi bắn ngay mặt anh thì sao? Ray, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao anh ăn nói như thế? Anh có bao giờ nói về Chúa trước đây đâu. Chuyện này anh nghe từ đâu? Từ vợ anh. Cô ơi, hãy làm ơn quên anh ta đi. Anh ta chỉ là kẻ ngốc. Anh ta không liên quan đến chuyện này. Cứ chĩa súng vào tôi đây. Tôi là thằng ngốc à? Vậy cô ta thì sao? Cứ chĩa súng vào tôi. Đúng rồi. Tốt lắm. Được rồi. Giờ nói tôi biết là cô đang nghĩ gì nào. Hắn ta cố đoạt lại con bé. Hắn nghĩ cứ dung tiền ra là xong. Tôi đang dẫn con gái bỏ trốn. Tôi lỡ ngủ quên. Có kẻ nào đó đã bỏ gì vô đồ uống. Đáng lẽ tôi phải biết hắn sẽ tìm cách chứ. Anh ta không thể nào làm được chuyện đó. Không đời nào. Máy bay đã hạ cánh trong lúc tôi ngủ. Hắn đưa con bé đi. Hắn ta đã trả tiền cho mấy người để lừa tôi. Tôi không thể mất con bé. Không thể. Cô cần nghe tôi nói. Tôi thức suốt. Máy bay chưa hề hạ cánh. Chưa ai xuống máy bay cả. Vậy con bé đâu rồi? Tôi không thể mất con bé. Không thể. Con bé là tất cả với tôi. Hắn ta nghĩ tôi điên chắc. Tôi phải nói làm sao chứ? Con bé tự nhiên biến mất sao? Tôi biết con bé ở đâu rồi. Cha bác nơ, Chloe. Ôi không. Cảm ơn Chúa cha vẫn còn đây. Mẹ con và Remy, khi con thấy họ biến mất, con đã sợ là Chúa đã, người đã làm. Chloe, đúng như lời người hứa, chỉ trong chớp mắt.
Cái gì? Đó là sự thật. Vậy sao cha vẫn còn ở đây? Kinh Thánh có nói đến, ba mẹ tôi từng đưa tôi đến một trại hè, và ai cũng nói đến chuyện đó. Họ nói ngày nào đó hàng triệu người bỗng nhiên sẽ biến mất. Hàng triệu người ư? Họ còn nói gì nữa? Không nhớ, chuyện đó lâu quá rồi. Không phải cô đang nói đến quỷ chứ? Không, là do Chúa Trời. Đừng nói là anh tin chuyện đó đó. Chuyện tôi tin thì có gì quan trọng chứ? Họ ở đâu chứ? Họ đã đi đâu rồi? Đến thiên đàng. PK nói đúng. Ý cô muốn nói gì? Có thể tôi điên thật rồi. Không, cô không điên. Có thể con bé không có tôi thì sẽ tốt hơn. Đừng có nói như vậy. Không, xin đừng làm vậy. Có thể cả thế giới sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Nghe tôi nói nè, đừng làm vậy. Cô không thể từ bỏ con bé được. Anh có con chưa, anh Williams? Tôi không có. Nhưng tôi có một người mẹ. Bà ấy mắc bệnh nặng. Ba tôi đã cố hết sức. Nào là bác sĩ, thuốc men. Cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Tôi đi học về và phát hiện ra bà ấy. Bà nằm đó, bất động. Cô đừng làm thế với Kathy. Chúng ta chưa biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng đó đâu phải lỗi của Kathy. Cô có nghe tôi nói không? Lỡ như con bé đang ở đâu đó ngoài kia, đang theo dõi chúng ta thì sao? Đúng rồi, tốt lắm. Hattie, điều này không phải cho chúng ta, mà là về sự thật. Em cần tập trung vào sự thật. Sự thật nào, Ray? Anh có nghiêm túc không vậy? Phải. Anh đâu nói về quá khứ của chúng ta. Anh đang nói về chuyện hiện tại. Chuyện đã xảy ra trên máy bay ngay bây giờ. Chuyện đó có thể đã xảy ra ở khắp mọi nơi rồi. Như vậy anh kết luận là bọn họ đều đã lên thiên đàng. Vậy thì đầu anh phải nặn ra lời giải thích trước đã rồi mới đi nói chuyện này với bất kỳ ai trên máy bay. Irene đã biết trước chuyện này, từng chi tiết một. Làm sao có thể được chứ? Cái cách mà nó diễn ra, cách mà người ta biến mất, ngay cả chi tiết quần áo còn nguyên đó, chính xác từng chi tiết. Sao mà cô ấy có thể biết được? Em thử nghĩ đi. Sao anh không nghĩ đến việc này? Anh đã nói dối em và vợ anh, dối vợ anh về chuyến đi này. Anh còn nói dối cả chính con gái mình. Anh biết, anh có thể dối lừa tất cả mọi người trong đời anh và vợ anh lại yêu cầu em tìm đến Chúa à? Hattie. Con không hiểu. Cha đều ở đây mỗi ngày mà. Cha làm ở đây, thuyết giáo ở đây. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Ý cha là sao? Cha thuộc từng lời của Chúa. Cha có thể trích dẫn tất cả các chương và câu. Nhưng như vậy chưa đủ. Con còn phải tin nữa. Tin à? Tin cái gì chứ? Tin vào Chúa đã giết ba của con. Tin vào Chúa đã bắt mất mẹ và em con ra khỏi thế giới này à? Tin vào Chúa làm rơi máy bay và hủy hoại cả thành phố sao? Ngài đưa họ đi để bảo vệ họ. Khỏi chuyện gì? Khỏi thời kỳ đen tối trong lịch sử của thế giới này. Khủng bố, chiến tranh và 7 năm trong khổ nạn. Ngài đưa họ đến thiên đàng. Vậy còn chúng ta thì sao? Còn con thì sao? Con phải làm gì đây? Chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chúa ơi, đã đến lúc phải thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thôi đi. Chúa mà mẹ con nói đến sẽ không bao giờ làm thế này. Chloe, làm ơn hãy nghe cha. Nghe cha à? Sao con phải nghe chứ?
Cha còn không tin cha nữa mà. Anh vẫn ổn chứ cơ trưởng? Ừ. Tôi đã nghe hết về anh. Pencon 257, đây là tổng đài liên lạc. Đây là Pencon 257, đang gọi tổng đài. Đây là Marcos. Ray, anh có đó không? Marcos. Ray, anh đang ở đâu? Tôi còn cách JFK khoảng 20 phút. Tôi đã quay trở lại. Anh đã mất bao nhiêu người? Vậy là chuyện xảy ra ở mọi nơi sao? Cả hành tinh rồi anh bạn. Không ai biết bao nhiêu người cả, nhưng cũng phải hàng triệu người. Giờ còn gia đình tôi thì sao? Tôi cần anh gọi cho Irene, phải chắc là họ an toàn. Nhiên liệu của anh thế nào? Nguy cấp rồi, nếu may mắn sẽ tiến được đến bãi biển. Nghe nè, máy bay rơi ở mọi nơi, các con đường đều kẹt cứng, đường băng đầy chim chóc, chẳng có nơi nào để đáp cả. Không có cách nào anh có thể đáp xuống JFK. Vậy còn La Guardia thì sao? Tôi xin lỗi Ray. Vậy tôi phải đi đâu? Anh phải đi vào đất liền. Marcos, tôi không thể vào đất liền. Chứ anh muốn phải làm sao đây? Syracuse là đường băng còn trống gần đây nhất. Không thể được, anh phải liên lạc với ai đó, bảo họ dọn đường băng cho chúng tôi. Marcos. Marcos. Tháp kiểm soát không lưu JFK, đây là Pencon 257. Nhiên liệu sắp cạn rồi. Tôi cần đường băng. Nhắc lại, tôi cần đường băng. Vậy có phương án dự phòng không? Tôi sẽ thẳng thắn với anh luôn. Chúng ta không những sắp hết nhiên liệu mà còn đang bị bốc khói nữa. JFK là sân bay gần nhất mà chúng ta đủ may mắn để bay đến đó. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hy vọng họ phải dọn đường băng thật nhanh cho chúng ta. Vậy đáp xuống nước thì sao? Không thể được. Nếu đâm xuống nước, máy bay sẽ tan tành ngay. Tôi không muốn những hành khách dưới kia mất đi cơ hội sửa chữa những lỗi lầm của họ. Cô là Venice Buster, phải không? Con gái của Tom. Có thể cô không nhớ, nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi. Tại văn phòng của ba cô. Cô đã ngồi ngay cạnh ông ấy trên chiếc bàn nhỏ màu vàng. Lúc đó tôi nghĩ gã này có căn phòng được trang trí với mọi thứ tốt nhất. Nhưng ông ta lại đặt ngay bên cạnh chiếc bàn bằng nhựa như thế. Đó là món đồ gỗ quý giá nhất vậy. Đôi khi đó là cách duy nhất tôi được nhìn thấy ông ấy. Ít nhất ông ấy đã cố gắng. Tôi cũng có đứa con gái nhỏ. Ý tôi là lúc nó còn nhỏ. Con tôi giờ đã lập gia đình và chưa bao giờ có cái bàn nào trong văn phòng của tôi. Tôi đã quá bận đến nỗi chưa nhìn mặt con bé lần nào. Khi mọi người biến mất, tôi thậm chí còn không nghĩ đến con bé. Ước gì tôi có thể, nhưng tôi chỉ nghĩ đến tiền, thời cơ, các cuộc họp sắp tới. Khi tôi nghe điều cô nói đến thiên đàng, càng mong gặp con bé bao nhiêu thì càng mong khi về nhà con bé sẽ không có ở đó.
Tôi cần anh giúp tôi liên lạc với Chloe. Tôi đã thử rồi. Sự thật là tôi không ngừng nghĩ về cô ấy từ khi lên máy bay. Tôi có thể hiểu được. Tháp không lưu JFK, các anh có nghe tôi không? Chúng tôi đang tiến đến bờ biển. Nhiên liệu của chúng tôi sắp cạn. Tôi cần một đường băng trống. Nhắc lại, tôi cần một đường băng trống. Nghe đây, tôi có một máy bay đầy người ở đây. Tôi đã mất hết cánh tà lưng, cánh tà sau, cánh đuôi. Và nếu thứ này cạn hết nhiên liệu thì tôi cần một đường băng thật trống. Lúc con bé thấy những tấm vé buổi hòa nhạc thì anh cũng ở đó à? Phải. Tôi biết nói gì hơn chứ. Cô ấy rất buồn. Đáng lẽ tôi không nên bỏ con bé lại. Anh đâu biết trước chứ. Tôi đã biết con bé về nhà thăm tôi nhưng tôi lại bỏ đi. Tôi đã bỏ con bé lại một mình. Chỉ có Chúa mới biết con bé đã trải qua chuyện gì dưới đó. Cô ấy thương anh lắm đây. Cô ấy sẽ hiểu. Tôi không muốn đó là những điều cuối cùng chúng tôi nói với nhau. Tôi cần nói sự thật với con bé. Tôi cần con bé biết đó không phải là lỗi của mẹ nó. Tất cả là lỗi của tôi. Mỗi lần Aran nhắc đến Chúa là tôi lại bỏ đi. Mẹ ơi, con không biết mẹ có nghe thấy con không, nhưng con muốn nói điều này. Sáng nay, con đã cảm giác như gia đình mình đã tan vỡ vậy. Và con đã trách cứ mẹ. Con biết con đã làm tổn thương mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Alo. Alo, ai đó? Chloe. Buck đây. Buck. Ơn Chúa, anh vẫn còn sống. Ba em đâu? Ông ấy ở ngay đây. Chloe, con ổn chứ? Ba ơi, con cứ tưởng ba đã chết. Con ổn chứ? Vâng, con vẫn ổn. Nhưng mẹ và Remy, cả hai người đã biến mất rồi. Mẹ con đã nói cho ba nghe chuyện này. Con biết, mẹ cũng nói với con. Con yêu, ba yêu con nhiều lắm.
Ba yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Con cũng vậy ba à. Ba xin lỗi đã nói dối con. Hôm nay ba đã không ở bên cạnh con. Nhưng ba thật sự muốn con biết là ba yêu con nhiều như thế nào. Cho dù chuyện gì đi nữa. Khoan đã, sao ba lại nói như vậy? Có chuyện gì sao? Ba đang ở đâu? Ba vẫn còn trên trời. Ba đang bay về nhà, nhưng gặp phải chuyện. Tất cả sân bay đã đóng và các con đường đều kẹt cứng. Không có nơi nào để đáp cả. Cái gì? Ba không biết có đủ nhiên liệu không? Chloe. Ba. Chloe. Thưa quý khách, chúng ta sắp về đến New York. Hay quá. Tuy nhiên, thử thách vẫn còn phía trước. Tất cả sân bay đều đóng cửa. Tôi cần quý vị ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn và cố thật bình tĩnh. Tôi phải thành thật mà nói, đây là tình huống rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang liên lạc với mặt đất. Chúng ta đang cố tìm một bãi đáp khác. Nhưng chúng ta sắp cạn nhiên liệu rồi. Vui lòng chú ý theo hiệu lệnh của phi hành đoàn. Và nếu quý vị tin vào cầu nguyện, thì giờ đã đến lúc. Cô sẽ cầu nguyện với tôi chứ? Tất nhiên rồi. Không có gì hết, vẫn không có tín hiệu. Cứ cố gắng đi, tôi sẽ cố. Chúng ta sẽ cho máy bay hạ cánh. Hạ cánh ư? Xuống đâu? Xuống nước. Nhưng anh đã nói là tôi biết. Tôi sẽ đợi JFK khi nào còn có thể. Nhưng tôi không thể bay vào trong mà không có đường băng trống. Xung quanh đó không có gì khác ngoài thành phố cả. Nếu tôi bay vào đó và không có chỗ để đáp, xem như tôi đang lái một tên lửa 400 tấn đâm thẳng vào thành phố Queens. Tháp không lưu JFK, đây là Pencon 257, dọn đường băng ngay lập tức. Gọi lại cho nó đi, tiếp tục thử đi. Hành khách lưu ý, tôi cần mọi người thật tập trung khi thực hiện theo các quy trình thoát hiểm khẩn cấp. Quý vị sẽ tìm thấy bên dưới ghế một chiếc áo phao cứu sinh. Quý vị phải giữ cho dây an toàn cài chặt qua eo cho đến khi máy bay dừng hẳn. Sau đó, các bạn phải tuân theo mọi chỉ dẫn của phi hành đoàn. Tháp không lưu JFK, đây là Pencon 257. Chúng tôi cần dọn đường băng ngay lập tức. Tháp không lưu JFK, đây là Pencon 257. Chúng tôi cần dọn ngay. Come on.
Anh có nghe em nói không? Có, để phát ra loa đi. Con nghĩ con tìm được nơi cho máy bay đáp xuống rồi. Đại lộ Đông Tây gần trung tâm mua sắm. Không có ai ở đó cả. Con nghĩ nơi đó đủ rộng để đáp đó. Hệ thống dẫn đường của máy bay tiêu rồi. Ba không thể tìm được nơi đó trong bóng tối. Nè, Chloe, điện thoại của em hãy mở ứng dụng la bàn. Được, giữ máy nha. Được rồi. Em có thấy những con số bên dưới không? Anh cần em đọc những con số đó. Được. 406634 độ hướng Bắc, 737832 độ hướng Tây. Được rồi. Nơi đó dài bao nhiêu? Khoảng nửa dặm, nhưng còn dài thêm nữa. Bao nhiêu? Ba cần ít nhất là một dặm. Được rồi, đợi chút. Chloe, em còn ở đó không? Em đang ở 7/10 dặm rồi. 8/10. Buck, anh có nghe em nói không? Alo. Cố lên nào. Đừng đùa chứ. Cố lên nào. Chúng ta cần gì đó để quan sát rõ điểm bắt đầu của bãi đáp. Bà sao vậy? Bà có phiền nếu ngồi xuống đây một lát không? Trong lúc chồng bà đang đi vệ sinh. Chúng ta hết sạch nhiên liệu rồi. Sao? Không. Tôi vẫn đáp được. Tôi có thể lượng nó xuống, nhưng sẽ đâm xuống đất rất nhanh. Tôi không tạo được lực đẩy để làm chậm máy bay lại. Chỉ có thắng thôi. Chúng ta sẽ cần từng ly một trên đường băng của con bé. Ba. Chloe, con đi hết đường rồi. Con đang đứng ở 9/10 của một dặm. Nhưng có một đống các thiết bị chắn lối của con. 9/10 là đủ rồi. Nhưng ba cần thứ gì đó sáng sủa hơn để có thể nhìn thấy rõ điểm đáp. Con sẽ chớp đèn flash. Ba thấy được không? Không, xa quá. Ba cần thứ gì đó lớn hơn và sáng hơn như pháo sáng vậy. Nhưng sắp hết thời gian rồi. Ba phải đáp xuống thôi. Có đủ chỗ trống không? Không đủ cũng không sao. Tôi không muốn con bé nghĩ đó là lỗi của nó. Máy bay đang xuống đây. Anh thấy được gì không? Không. Cứ nhìn tiếp đi. Chúng ta đang vào trong được khoảng 3 dặm. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi. Cần phải biết chắc điểm bắt đầu. Không có gì đâu. Cố lên con yêu. Kia rồi.
Hình như chúng ta mất bánh đáp luôn rồi. Chúng ta về tới nhà rồi. Mọi người vẫn ổn chứ? Tôi cần mọi người ra khỏi máy bay ngay. Mọi người đứng dậy, tìm đường thoát ra đi. Mọi người đi nào. Đi nào. Khi anh xuống được dưới thì vui lòng đỡ giùm cho các hành khách nha. Khi mọi người xuống rồi thì nhanh chóng rời khỏi máy bay ngay. Nè, nè. Cảm ơn em. Em làm tốt lắm. Anh cũng vậy. Hattie. Anh xin lỗi. Em hiểu. Ba. Lẽ ra ba nên ở bên con, với mẹ và Remy. Ba không nên bỏ đi. Con rất vui khi thấy ba vẫn an toàn. Con nghĩ là ba muốn thứ này. Có vẻ như đây là ngày tận thế của thế giới rồi. Chưa đâu. Em sợ rằng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. No.
hears a voice and turns her head, he's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. And there's no time to change your mind. The sun's come and you've been left behind. Oh, oh yeah. Oh, 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 oh. Mm-hmm. Wish you'd been ready. Yeah, yeah. Died, how could you have been so blind? There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. No, no, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.